Đúng là thời gian vừa rồi em quá tập trung vào công việc nên không dành thời gian cho vợ con được. Bao biện. Đàn ông ai chả phải tập trung cho công việc, cho sự nghiệp. Nhưng mà nói như chú ấy, thì đừng lấy vợ sinh con đấy. Ngày trước tôi đã nói với chú, nếu cảm thấy không thể về nhà ăn với vợ con một bữa cơm thì đừng cưới. Vì có cưới thì cũng tan. Em xin lỗi. Lý do thực sự của chú là gì? Thời gian này công việc của em rất căng thẳng. Nhiều lúc em muốn chia sẻ với Thuận, nhưng mà cô ấy... Người khôn ngoan như chú ấy, thì phải biết cái gì quan trọng hơn. Chú kiếm thật nhiều tiền mà để mất vợ con gia đình. Thưa hỏi tiền bạc chú kiếm được có ý nghĩa gì không? Anh nói em cứ như một thằng đàn ông tệ bạc ấy. Có phải em không biết cái gì là quan trọng đâu? Chú biết mà để con bé ra nông nỗi đây à? Tôi khuyên thật, chú hãy trân trọng những gì mình đang có. Đừng có suy nghĩ viển vông, mơ mộng hão huyền, thả mồi bắt bóng. Lúc nãy anh bảo với em là bên nhà cô Thuận có chuyện gì hả anh? Cái Phương nó bị sang chấn tâm lý. Chắc là do Thuận ép học quá sức ấy. Con bé nó suy nghĩ tiêu cực, nó lấy compa tay. Ôi. Thế bây giờ thế nào rồi anh? Nó có sao không? Cái Thuận nó khủng hoảng lắm. Bây giờ em muốn hỏi thăm cô ấy. Em cũng không biết phải mở lời thế nào. Em với Thuận có chuyện gì à? Cô ấy bảo là em chỉ là con dâu trong nhà thôi. Sau này có chuyện gì của bên nhà thì nên để cho hai anh em quyết. Em lo cho mẹ thì cô ấy lại nghĩ là em đang lấy lòng mẹ. Mà em nghĩ mãi không biết là em lấy lòng mẹ để được cái gì. Cái Thuận này trái tính trái nết thế. Nhưng mà chắc là cũng do bức xúc mà không biết chia sẻ cùng ai nên tâm lý nó có vấn đề bất ổn. Ngẫm kỹ thì nó đáng thương hơn là đáng giận. Em bị vô sinh thứ phát, dù có can thiệp thì cũng không. Chắc là mẹ biết những chuyện của cái Thuận nên từ trước đến giờ mẹ luôn chiều mọi cái theo ý nó. Linh này, em đừng trách cái Thuận nhé. Anh biết đôi khi nó làm tổn thương em. Em cũng nghĩ gì đâu, chỉ là từ trước đến giờ ấy, em không biết là cô phải trải qua những chuyện như thế. Em cũng lo cho mẹ nữa. Thì anh nghĩ anh ạ, bây giờ chuyện nhà cô Thuận thế này, mẹ nghĩ nhiều thì đêm mẹ lại mất ngủ. Để em nhắn cho Trang hỏi xem mẹ thế nào.